Chào các bạn nha. Hôm nay mình làm cái clip với đi lưới cá nha các bạn. Để mình mở cái tay ấy này. Đây. Tay lưới cũ nha các bạn. Lưới này lỗ ra lưới một màn nè. Một màn lỗ ra 3 phân nha các bạn. Rồi để mình xuống xuống lưới ở cái dũng này nha các bạn. Mình để máy quay đây nha các bạn, để máy quay đây cái mình thả lưới cái dũng này. Đây các bạn, mình gỡ xong các bạn. Các bạn coi nó dính nè. Nó dính vậy. Tay lớn này gỡ ra cũng đuối nha các bạn, nhiều lắm. Nó dính ngập luôn rồi. Này tay lớn này mình giăng có nửa tay thôi nha các bạn. Bây giờ mình về nha các bạn. Về gỡ ra, gỡ này cũng đuối. Chào các bạn luôn nha. Anh em nào mà xem video thấy hay thì nhớ like, chia sẻ với mình nha. Như sẵn mình cũng có bán lưới luôn á. Mình lưới bén á, lưới một màng, lưới ba màng, lưới lồng tông đầy đủ nha bạn. Bạn nào cần loại nào thì liên hệ mình nha. Số điện thoại mình là 0936059090 nha bạn. Số điện thoại mình là 0936059090. Bạn nhắn tin vào Zalo số đó mình trả lời bạn nha. Chào bạn.